cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ bằng tầng SPTN thưa quý cái chuyện mà tổng thống uh, Nga ông Putin lên tiếng về liên quan đến chuyện con ông Joe Biden thì cũng là chuyện lạ và ông lại nói ông này lại chẳng làm cái chuyện gì vi pháp theo ông biết thì trong cái câu chuyện này thì tin ai ở chỗ này bây giờ nếu đứng trên quan điểm mà của ông Biden từ xưa đến giờ là chống ông Putin thì chúng ta không tin ông Putin nhưng mà đứng trên quan điểm của tổng thống Trump lúc nào cũng ca ngợi ông Putin và nói đây là một con người phải là một lãnh đạo rất là thông minh thì những gì ông Putin theo quan điểm của tổng thống Trump thì những gì ông Putin nói thì là chúng ta nên tin thì anh cũng không biết anh có đồng ý với chuyện đó hay không ờ, thực sự thì nghe thì nó có vẻ như vậy nhưng mà trong chính trị nó phức tạp lắm nhiều khi nói vậy mà không phải vậy nhưng mà cái đó thì như tôi nói hồi nãy đó là có thể đây là một cái lời nói, cái lời phát biểu của ông Putin bác bỏ đó là có lợi cho ông Joe Biden một phần nào đó minh oan cho ông Joe Biden nhưng cũng có thể nó đã nó nó phản tác dụng, nó tác dụng ngược tức là nó thấy à cái anh Putin này bây giờ lại đi về phe với Biden thì tôi lại không bỏ cho Biden bởi vì tôi đang ghét anh Putin anh đưa anh đúng không <laughs> đúng không anh anh nói cho thành phần nào à. không tôi nói thành phần mà cử tri đó à. thì còn thành phần nào nữa bây thì giờ có hai thì thì có hai bây cử giờ mình đấy. đang có 3 loại thôi một loại, hai các hai loại hai bên là hai hai cực đó là họ đã xét rồi bây giờ không cần nói giờ. không <laughs> cần nói mất thì giờ tôi đang nói những người lưỡng lự ừ, hoặc đã. là những người chưa đi bầu bởi vì giờ cũng không cần nói ba thành phần luôn tôi nói thẳng nó anh luôn khi nói những này ra có ảnh hưởng tới lá phiếu của mỹ hay không chúng ta chưa biết nhưng mình cho là có ảnh hưởng đi ảnh hưởng như thế nào chúng ta không biết một là có lợi cho ông biden hai là không có lợi cho biden nó chỉ một trong hai trường hợp đó thôi đúng không rồi chỉ đơn giản là vậy thôi Thành thử chúng ta sẽ không biết được cái gì cả đúng không cái lời nói đó nghe có vẻ là có lợi cho Biden bởi vì minh ngoan cho Biden đúng không nào và nhưng mà như tôi nói cũng có thể là không luôn bởi vì tôi bảo à vậy là Biden có bắt tay với Putin hoặc là ít nhất Biden không bắt tay Putin thì Putin có định bắt tay với ông Biden và như tôi nói các phân tích gia họ bảo là như là ông Putin có vẻ là muốn kiếm điểm với Biden để nếu ông Biden thắng cử tổng thống thì tôi làm ăn với ông thế thì bây giờ cái cử tri Mỹ nó đang lớn lên có phải là ô tôi không muốn ông Biden làm ăn ông Biden tôi sẽ không bầu cho ông Biden tôi sẽ bầu Donald Trump được chưa rất là đơn giản đó, thì tôi chỉ nói với anh là cái gì cũng vậy nó có tác dụng nghĩa là đi thuận hoặc là ngược mình không biết nhưng mà cái mấu chốt ở đây là cái gì cái chuyện ông Hunter Biden ông Hunter Biden không ra tranh cử nhưng mà lại làm một đề tài tranh cử thấy chưa vì sao nó có chuyện này và chúng ta nghe lâu nay như hồi nãy tôi nói đó cái vụ 3 triệu rưỡi Cái vụ 3 triệu rưỡi Cho đến giờ phút này Ngay cả Ủy ban Nội An Và Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Cũng không có xác nhận được Ông Hunter Biden có lấy được 3 triệu rưỡi hay không Nhưng mà họ xác định là Có chuyển số tiền 3 triệu rưỡi chuyển đi đâu Như thế nào Đó là vấn đề chúng ta muốn nói Đúng chưa Anh biết chuyện nào à, Cái chuyện này nó liên quan đến một cái uh, Cái báo cáo về cái chuyện ông Hunter Biden uh, có nhận một cái số tiền ở bên Nga và cái số tiền này là đã Không 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 anh, không báo cáo nào nói ông Hunter Biden nhận này, tiền. Cái báo cáo Nga. ở đây nè, báo cáo 87 trang Hunter à. Biden, charisma dạ. and corruption của phía bà, Anh ban báo cáo nào mới được, báo cáo Ủy ban nội an à. của thượng viện Hoa Kỳ và, và ủy ban tư pháp của thứ nhất các ủy ban này của ông thượng nghị sĩ Ron Johnson xin lỗi anh xin lỗi anh, xin lỗi anh Wesley. xin lỗi anh xin lỗi anh tôi ừ. phải nhắc lại tại vì đó cái bản báo cáo đó của hai ông đó cách đây khoảng hai ba tuần người ta không người ta chú ý một phần ta không chú ý nhưng mà người ta chú ý trở lại là cái hôm mà đi bếp đầu tiên lại nhớ 29 tháng 9 ông Trump đã tố cáo cái chuyện này đúng chưa ông Trump nói là ông Hunter Biden nhận nha nhận nha 3 triệu rưỡi đô la của bà vợ của ông thị trưởng Moscow ở bên Nga và yêu cầu có một cuộc điều tra. Và trong cuộc tranh luận vào ngày 22 tháng 10 vừa rồi, ông Trump lại nhắc lại lần nữa và nói thêm một chữ là gia đình ông Joe là nhận 3 triệu đô la. Đó, rồi giờ xin mời anh tiếp tục. Thì trong cái chuyện này họ dựa lên trên cái báo cáo của Thượng viện nói rằng là thứ nhất là trong cái báo cáo này họ nói rằng là họ tìm ra được những cái điểm mấu chốt là ông Hunter Biden nhận 3 triệu rưỡi tiền từ bà Elena Baturina là vợ quá là quá phụ của cựu thị trưởng uh, thành phố Moscow và cũng trong báo cáo này thì họ cũng lại nói rằng là một cái investment firm tên là Roseman Seneca Thornton là được là sáng lập bởi đồng sáng lập bởi ông Hunter Biden nhận cái số tiền 3 triệu rưỡi này cũng đến từ cái uh, cái bà quá phụ kia và cũng trong bản báo cáo này thì họ cũng lại nói thêm một nửa là trong ngày 14 tây tháng 2 năm 2014 bà 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 vợ quá của ông thị trưởng người bà, nga đã bà Turina, bà Turina đã, đã đã như là chuyển 3 dạ. triệu rưỡi vào cái 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 công ty mà uh, investment firm đó thì uh, bây giờ phải tìm xem rằng là cái những cái sự tố cáo này nó nó như thế nào thứ nhất những cái chi tiết là có đưa vào vào tiền tận tay ông Hunter Biden hay không rồi ông Hunter Biden quan hệ của ông Hunter Biden với cái uh, cái công ty investment này là nó quan hệ nó như thế nào và câu chuyện thật sự nó là như thế nào bây giờ mình chúng ta phải quay trở lại tìm cái cái chuyện này ra sao thì cái sự mà gọi là phát trích trong chỗ này là như thế nào thưa ông đây nó uh, đầu, đầu 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 tiên nó như thế này cái cái bản báo cáo đó uh, nói rằng là uh, cái uh, bà đó chuyển giao cho cái công ty uh, cái bà này là Elena Baturina chuyển 3 triệu rưỡi cho cái công ty gọi là Roseman Seneca Thornton công ty này là công ty đầu tư do ông Hunter Biden đồng sáng lập đây là bản báo cáo nói nhá bản báo cáo nói như thế và nhận 3 triệu rưỡi đô la từ bà Baruturina. Rồi sau đó trong bản báo cáo khác thì lại nói là cái công cái bà Baruturina là chuyển số tiền 3 triệu rưỡi này cho công ty Rosemont Sena Thornton vào cái, cái cái tài khoản của công ty này cho cái gọi là thỏa thuận nó gọi là consultancy agreement đó là các bạn báo cáo viết như thế nhưng mà trong năm 2019 tờ báo Financial Times là mô tả công ty Roseman Seneca Thompson này là một công ty đầu tư cũng uh, sáng lập uh, cũng uh, do ông Hunter Biden đồng sáng lập thì coi như hai cái điểm đó nó 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 giống nhau cái bản báo cáo của ủy ban nội vụ an và ủy ban tài chính với tờ Financial Times nói vậy là đúng nó giống nhau như thế là chuyển tiền vào công ty này nhưng mà khi cái bản báo cáo thì bản báo cáo khi người ta đưa ra đó nó giống như cái tờ mà gọi là research paper trong trường học đó là ví dụ người ta trích ở đâu ra đâu ra thì ở dưới ta footnote yeah. tức là dẫn chứng là cái nguồn đâu ra thì trong bản báo cáo của ủy ban tài chính và ủy ban nội an của thượng viện đó thì lại dùng cái một tài liệu gọi là confidential document sic nhưng mà không giải thích là cái cái cái, cái nguồn nó đâu ra cái đất của mình đó đâu ra tức như là không có đưa cái đất của mình đó giống như giờ ông Long nói là ông Dũng lấy 500 à, rồi xong mở số 1 đóng ngoặc mở ngoặc đóng ngoặc số 1 cái xuống dưới à, cái số 1 đó bắt đầu là dẫn chứng đúng không dẫn chứng nguồn đâu ra thì nghe đâu một người nào một người bạn ông Dũng nói mà không có tên người đó, đó đại khái thì đây á confidential uh, document number six đó. thì cái này á nó lại không nói rõ thêm chi tiết nào cả đó. ngoài cái và cũng không bao gồm là cái số tiền khoản tiền này chuyển là có hợp pháp hay không đó thì bây giờ người ta điều tra ra cái công ty Rosemont Seneca Thornton LLC này á, được thành lập ở tiểu bang Delaware ngày 28 tháng 5 năm 2013 nhưng mà trong cái công ty trong cái hồ sơ công ty đó nó lại không có nêu tên ai là người sáng lập à cái này nếu cái vị thành internet chút xíu đó quý google tôi đánh tên công ty thì khi, khi mà tôi làm tin tức đó, Tôi nghe một người nào đó nói ô cái ông đó là giám đốc công ty đó, hay sáng lập công ty đó. Tôi đánh cái tên nó vô thì tìm không thấy người founder hoặc ngay cả nờ thường á nó chỉ list cái agent. Trần. Có một số công ty nó để luôn chủ nhưng mà trong trường hợp này thì lại không biết ai là người sáng lập đấy đó, The do not name the founder. Đó. Mặc dù là financial high và uh, ban uh, ủy ban uh, uh, hai cái ủy ban của thượng viện nói rằng là ông Hunter bây giờ đồng sáng lập đó thì khi mà cái bản báo cáo nó được đưa ra như vậy đó nó không có nguồn mà rõ ràng như vậy đó. thì hai ông thượng nghị sĩ của đảng dân chủ đó là ông Gary Peters của tiểu bang Michigan và ông Ron Wyden từ bang Oregon đã viết một thư gửi cho hai cái ủy ban mà hai ông này là hai ông phó chủ tịch của hai ủy ban tức là bên ủy ban nội an đó, chủ tịch là ông Ron Johnson phó chủ tịch là ông Gary Peters bên Ủy ban tài chính chủ tịch là ông uh, Chuck Grassley thì phó chủ tịch là ông Ron Wyden thì hai ông này nó gọi là ranking member tức là phó chủ tịch á họ mới viết một bản report họ viết và gửi cho hai ông chủ tịch bảo đây là bản đây là một cố gắng thất bại của Đảng Cộng hòa nhằm khơi đất là manufacture đất tức là khơi cái gì ra tìm bằng chứng á nhưng mà không tìm được đối với ông Joe Biden đó. Rồi trong bức thư này họ nói luôn là hai vị chủ tịch của Đảng Cộng hòa đã dùng cái tài liệu bí mật của Bộ Tài chính để mà hợp thức hóa những cái tố cáo không có bằng chứng và tấn công cá nhân đối với ông Joe Biden và và gia đình của ông và điều đó là vô trách nhiệm. Có nghĩa là tài liệu đó khi hai ông này đòi hỏi ở đâu ra thì họ không đưa ra được mà họ chỉ của Bộ Tài chính. Giống như ông Long nói rằng là, là, viết ra là ông Dũng lấy 500 của ông Long nhưng mà dẫn chứng với là một người một người tín cận muốn cho biết thì bây giờ ta hỏi cái người tín cận đó là trong lòng không chịu đưa ra anh hiểu ý nói không đó, đó, cái câu chuyện là như vậy thành thử ra đó là uh, rồi hai ông để viết luôn thông tin mà quý vị dẫn chứng là không có xác định được và chúng ta không có biết được là có ủy ban quốc hội nào khác có bao giờ đưa thông tin này ra như vậy hay không? Đó. À. Rồi họ biết luôn, đây này, một cuộc điều tra đầy đủ và được tin tưởng cần phải được thực hiện và phải sử dụng tài liệu đàng hoàng và có những tiếng nói của những người được liên quan bị được nhắc trong đó. Thấy không? Và như vậy là trong cuộc điều tra đó chủ tịch John Johnson đã phỏng vấn tới 46 người. Có bốn cuộc họp với nhau liên quan đến những cuộc điều tra này. Nhưng mà không tìm ra được một bằng chứng nào hay là thông tin nào. Và một sự xác thực nào về những thông tin này liên quan đến các tài liệu này. Đó. Đó là cái chuyện mà nó xảy ra đối với cái này. Thành thử ra cho đến giờ phút này. Chúng ta không biết là chuyện nó đi tới đâu. Tức là điều tra mà nó không ra. Và trong vụ này thì ông George uh, Messiah luật sư của Hunter Biden từng nói với đài CNN là khách hàng của tôi không phải là chủ công ty Rosemont Seneca Thornton. Đó là theo luật sư của Hunter Biden nói như thế. Và ông này cũng nói luôn là ông Hunter Biden không có quyền lợi gì và không phải là đồng chủ tịch, à, đồng sáng lập của công ty Rosemont Seneca Thornton. Thành ra cái chuyện mà nói là ông được trả 3 triệu đô la là hoàn toàn bịa đặt. Đó là theo lời luật sư của ông Hunter Biden nói như thế Thì cái chuyện này đó Thực sự cho giờ phút này Hai cái ủy ban đội, Nội an và tài chính Họ đã là phỏng vấn 46 người Và đã có bốn cuộc họp Và họ chỉ đưa ra được cái luật là à, Cái bà đó Vợ của ông Thị trưởng Moscow có chuyển 3 triệu đô la Cho công ty đó Nhưng mà họ không dẫn chứng được cái nguồn không dẫn chứng được cái nguồn ở đâu ra dựa trên cái gì Điểm thứ hai là ủy ban đó và tờ Financial Times nói rằng ông Hunter Biden là đồng sáng lập với công ty này thì bây giờ luật sư của ông bảo là không có. Đó là những gì chúng ta biết được cho đến giờ phút này. Điều đó không có nghĩa là ông Hunter Biden không có liên quan. Điều đó không có nghĩa là ông Hunter Biden không nhận 3 triệu rưỡi. Nhưng mà chúng ta chưa có xác định được. Có đúng anh? Nói vậy đúng không? Vâng. Cái uh, chuyện này nó nó, nó có uh, lòng vòng khá là nhiều chuyện. Cái sự lòng vòng đó có thể là... Uh những điều mà bí mật nó nằm ở cái chỗ cái lòng vòng cái lòng vòng này là cái lòng vòng như thế nào xin quý vị tiếp tục giữ băng tần SPTN chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại